chuyện bố nuôi con ấy được giải quyết rồi đúng không? Ông ấy được vô tội rồi đúng không con? Vâng ạ. Bác ấy không liên quan gì đến ông Tín hết ạ. Thế thì tốt rồi. Long, con kệ bố con nói gì thì nói, nhưng con giúp được gì cho bác ấy cứ giúp con nhé. Vâng. Không ai được phép giúp ông ta. Em. Thì con vừa nói gì thế? Con nói là không ai được phép giúp ông ta hết. Ôi, được rồi. Con nói nhỏ thôi. Thì em nói linh tinh gì đấy? Có chuyện gì vậy? Bố nuôi của chị ta chính là kẻ đã giết bố con. Cái gì? Ông ta giết bố tôi. Chị biết chứ? Nói gì đi chứ? Chị có biết đúng không? Thì em bình tĩnh đã. Chị biết nên chị muốn cả nhà này giúp đỡ ông ta vì chị ghét tôi đúng không? Thì em bình tĩnh đi. Thì con có nhầm lẫn không? Làm sao có chuyện đó được? Con không nhầm quá. Thì ơi, có phải con đang mang bầu nên bị rối loạn về tâm lý, nên bị hoang tưởng giống như bà đúng không con? Con hoàn toàn bình thường. Đây là bài báo viết về việc ông Sinh đã sát hại bố con. Thì nhưng chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi. Mà đây là bố nuôi, có phải là bố đẻ của chị Nam đâu. Mà sao con cứ làm loạn lên thế hả? Mẹ. Nếu như mẹ là con, mẹ sẽ thấy thế nào ạ? Nếu như mọi người bị mất bố. Thì mọi người sẽ thế nào ạ? Tại sao lại là bố thì? Sao lại trớ trêu như này? Phải làm gì bây giờ anh? Việc cần làm nhất bây giờ là em cứ bình tĩnh đã. Thi đang mang bầu, tâm trạng nó rất bất ổn. Mình có làm gì đi nữa cũng chỉ khiến mọi việc rối hơn thôi. Giờ thì em đã hiểu tại sao bác Sinh luôn tìm cách né tránh nhà mình. Đến đám cưới mà cũng không đến dự. Anh ơi, nhưng em tin bác Sinh là người tốt. Chắc chắn là bác phải có lý do gì đấy mới gây ra lỗi lầm lớn như thế. Liệu bác còn bí mật gì không? Bác còn giấu gì mình không hả anh? Hai mẹ con nói chuyện với nhau sao rồi? Em cũng không biết là con bé nó đang nghĩ gì nữa. Vừa mới mở lời thì nó kêu mệt. Có vẻ nó không muốn nói đến chuyện này. Anh cứ nghĩ mãi, không hiểu tại sao cái Nam nó lại nhận một ông bố nuôi có lý lịch phức tạp như thế nhỉ? May mà là bố nuôi, chứ là bố đẻ thì không hiểu chuyện này sẽ như thế nào. Anh nghĩ chỉ còn cách mình động viên cái Nam chấm dứt quan hệ với cả ông bố nuôi. Như thế cái Thi sẽ không có cớ gì để trách cái Nam nữa. Ừ. Em thấy đúng là cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cách đó. Nhưng mà không được. Con bé này nó là đứa trọng tình nghĩa. Không phải tự nhiên mà nó nhận ông Sinh là bố nuôi. Mình mà bắt nó làm như thế thì nhẫn tâm quá. Lại được cả cái con bé Thi nữa. Chuyện này là do ông Sinh bố nuôi của cái Nam gây ra, chứ không phải cái Nam đâu mà cứ nhè cái Nam ra để mà trách. Đây là sinh nhật cuối cùng mà em có bố ở cạnh. Em không có nhiều ký ức về bố. Em biết bố là người yêu thương em nhất. Nếu như bây giờ bố còn sống, chắc chắn là mẹ sẽ không đối xử tệ với em như thế. Em sẽ trở thành một con người khác đấy, làm những gì mình thích, vui vẻ hơn,
yêu đời hơn. Nếu đã là ký ức thì nó vẫn còn ở đấy thôi. Em có thể nhớ về những kỷ niệm đẹp với bố bất cứ lúc nào. Còn những chuyện gì không vui thì mình quên đi nữa. Không bao giờ em quên. Nếu như chị ta vẫn còn ở trong ngôi nhà này,